đang mặc cái áo của mình kìa. Đương nhiên rồi, nó sẽ mặc tất cả những đồ ngon. Nó tới nó cũng chẳng mặc được đâu, nếu mà con không cho nó mặc thì nhanh chóng là nó bỏ qua. Chứ không phải cười rồi. Bác Hương kể theo nhà bác xong lấy quần áo của bác mặc xong. Sao đẹp thế hả bác? Ừ, đúng rồi, con bé có thể thừa hưởng toàn bộ hệ thống tủ quần áo của bác Hương ấy. Vì con bây giờ về chiều cao cân nặng là tương đương bác mà. Thì con giảm. Đâu, con này vượt bác Hương rồi. Vượt rồi. Hương còn năm mấy? Thế à? Nói chung là cũng tầm tầm size thôi, chứ em mà lên cân nữa là bác Hương cũng không cho em mặc được đâu. Mệt lắm. Quá đâu, lên đây thơm ngay nào. Nhanh. Nhìn mặt nó rất buồn cười. Con bé mà tầm tuổi này có thể theo trường phái hip hop rồi đấy. Đấy chưa bác? Xe buýt xuống về hả? Cho xe buýt về đây à? Có, nhưng mà nó lâu, đi xe buýt mất mấy tiếng đồng hồ. Ừ. Đi xe máy thì nó cũng không phải xa lắm. Không bút tay. Nhưng mà kiểu đi đường ngoại thành các thứ nó không bút tay, nên sợ nó nguy hiểm. Làm gì, nếu mà nó đi ẩu thì mới nguy hiểm, nhưng đi bình thường sao mà nguy hiểm? Nó vẫn đi đầy. Cả nước này đi xe máy. À, nó về đây rồi mà đúng không? Đã. Nó biết nhà rồi các bạn đúng không? Nhưng mà lần trước đi ô tô đấy. Đi ô tô, đi taxi à, đi taxi thế này. Bus. Boy. Best boy. Thò mặt ra đây bước xe nào. Đây. Bad rồi. Hai con này, hai chị em gái với nhau mà không ngồi cùng hàng ghế sau, xong là ôm hôn nhau nhỉ, ôm ấp nhau. Con này như con dở ấy, con rủ chơi chơi cái gì cũng không chơi. Ừ, sao con cũng chơi những trò chị Me mà thì hả? Chị rủ con chơi mà con lại không chơi. Chị rủ con chơi gì không? À. Chị rủ em quay TikTok của chị, em có quay đâu? Quay TikTok. Quay em thích mày đấy, chị tặng cho mấy cái bài ngoái mông ngoái đít.
ngoáy vui vui chứ có phải là theo kiểu là phản cảm đâu. Con này nó cứ làm sao ấy, con rồ ấy. Nhảy mà không lắc đít thì em cứ đứng thẳng người à? Đúng rồi, nhảy nó phải ngoáy mông chứ. Con này nó muốn nhảy thôi, kiểu đứng thẳng người hay sao? Ừ. Đứng như gỗ. Nó lại mua tay nè. Bắt. Boy. Thì đương nhiên rồi, nhưng mà nó là trong một thời gian ngắn, nó chỉ 1-2 giây thôi. Nó nghe này quay đi cả bài thì đương nhiên anh không thích. 1-2 giây là kiểu gì? Nói nghe thấy buồn cười. Chị nhảy to tí đi. To tay tí thì vẫn phải lắc cả người chứ, nhảy chứ. Đã nhảy là phải lắc rồi, đúng không? Thưa bác. Có một người kiểu thế. Ừ. Tại em mượn mẹo như con đỉa thế em mới thấy như con đỉa. À không, con bác thì nó em... con bác thì nó không dẻo như con đỉa, chắc dẻo như con đỉa là con bé, đúng rồi, con bé học múa Trung Hoa mà. Ủa, em chỉ nhảy mấy cái bài sôi động thôi. Rồi, nó chỉ hip hop thôi. Thì con vẫn rủ nó nhảy mấy không bài sôi động. Hip hop toàn nó cái bạn muốn toàn mấy cái thằng mấy cái con cũng này. Cứ gặp nhau là lễ. Đấy, mà con này nó học nhảy nhưng mà nó nhảy được không nửa. Tại vì nó dở hơi thế. Ơ, nhưng mà em nhảy được đoạn giữa. Em nhảy được đoạn giữa của bài Bad Love. Nó thấy vừa rồi nó nhảy mấy bài hit của Hoàng Thùy Linh không? Hit? À, đây đã. Với lại em quan trọng là nhảy đẹp thôi chứ. Posi po gì đấy hả? Em nhảy có đẹp gì đấy hả? Em nhảy em bị hạn chế bản thân em thì làm sao mà đẹp được. Ôi sức nổi. Nào đâu. Bác. Bé cái phải ngồi sau, bé ngồi trước là bố còn hôn hít nó. Nó ngồi đằng trước là vui hơn đó. Đó, bé hôm nay về sẽ tụ hội với lại Mã và Trốn. Bét thì sẽ chơi với Chín. Chào Bét. Best boy. Phú Mốm đã về chưa? Về hết rồi. Phú Mốm. Về thành phố nữa. Về Quảng Yên rồi chứ. Thế còn chơi với Mốm và Ruby. À, Mốm và Ruby hả? Mỗi vùng 1, vùng 2 đi chơi đâu hả? Hả? Đi chơi đâu? Thì đêm nay, đêm nay có mùng 1, mùng 2 cơ mà. Đêm nay sẽ ra sân vận động để ngắm pháo hoa. Mình phải ra sớm để chiếm chỗ bố ạ. Con phim đi trong Tết nhận chụp hải cá kho. Chắc chắn là hải cá kho hả? Thôi cái đấy để mùng 3 đi, phải đi chơi. Long chơi, đi ông Bí chơi, đi chùa Cái Bầu, chùa Cái Bầu. Để mẹ con về, mẹ con hỏi mẹ con xem nữa. Bas. Chiều mẹ ăn về, chiều thế tối đấy, mình phải đi chơi trước chứ. Có thể một thì thường là con đi xem pháo hoa thì hôm sau mùng 1 con đã dậy muộn rồi. Còn ăn còn uống nữa thì coi như là dậy muộn xong ăn uống nữa thì hết ngày ở đâu nữa. Ờ,
Thế làm sao mà mùng 6 mùng 1 con đã xuất phát đi chơi xa được, đấy sẽ rất mệt. Thế mùng 2 tâm trạng cũng sẽ, tâm trạng và sức khỏe nó đều sẽ không tốt. Mỗi đền nhà mạc thành nhà mạc ở gì Hải Phòng. Thành nhà mạc chính là Quảng Yên đấy, đền thờ Mạc Đăng Dung ấy thì ở Hải Phòng. Cái đấy to không? Bố chưa đến, nhưng mà cái nó gọi là căn cứ của nhà Mạc ngày xưa chính là khu vực Hải Phòng Quảng Yên ấy, toàn bộ phía bên kia tức là hai bên cầu Bạch Đằng ấy, đấy đấy chính là coi như là vùng của nhà Mạc. Mẹ mới gọi là cụ tổ của họ.